Xin chào quý vị. Trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay, mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bây giờ mời chú Đức Minh Ngạn hướng dẫn quý Phật tử thọ trì quy giới. Bạch Hóa Đại Đức Tăng, chúng tôi xin thọ trì. Chúng tôi xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo. Nơi tam bảo. Để vân giữ hành theo. Để vân giữ hành theo. Cho được sự lợi ích. Cho được sự lợi ích. Bạch Hóa Đại Đức Tăng. Bạch Hóa Đại Đức Tăng. Chúng tôi xin thọ trì. Chúng tôi xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo. Nơi tam bảo. Để vân giữ hành theo. Để vân giữ hành theo. Cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch Hóa Đại Đức Tăng. Bạch Hóa Đại Đức Tăng. Chúng tôi xin thọ trì. Chúng tôi xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo. Nơi tam bảo. Để vân giữ hành theo. Để vân giữ hành theo. Cho được sự lợi ích lần thứ ba. Cho được sự lợi ích lần thứ ba. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tôi đem hết Tôi lòng đem hết lòng thành kính xin quy y xin quy y Phật Phật lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Tôi đem hết Tôi lòng đem hết lòng thành kính xin quy y xin Pháp quy lần thứ Pháp nhì. lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tôi đem hết Tôi đem lòng hết thành lòng kính thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. xin quy Tăng lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tôi đem hết Tôi đem lòng hết lòng thành kính xin quy y Phật xin lần quy thứ Phật ba. lần thứ ba. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tôi đem hết Tôi đem lòng hết thành lòng kính thành kính xin quy y Pháp xin lần quy thứ Pháp ba. lần thứ ba. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tôi đem hết lòng Đem thành hết lòng kính thành xin quy y Tăng lần thứ ba. xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin Dạ vâng. vâng. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tôi xin vâng Tôi giữ xin điều học vâng giữ là điều cố học ý tránh xa sát sanh. là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Tôi xin Tôi giữ xin điều vâng giữ điều học là cố ý là tránh cố ý xa tránh sự trộm xa cắp. sự trộm cắp. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Tôi xin vâng Tôi giữ xin điều vâng giữ học điều học là cố ý tránh là cố xa ý tránh sự tà xa dâm. sự tà dâm. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Tôi xin vâng Tôi giữ xin điều vâng giữ học điều là học cố ý tránh xa là cố ý sự tránh nói xa dối. sự nói dối. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Tôi xin Tôi vâng giữ xin vâng điều giữ học điều học là cố ý tránh là cố ý xa tránh sự xa dễ vui, sự dễ vui, uống rượu và uống các chất rượu say. và các chất say. Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vẫn giữ hành theo cho được trong sạch cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ, xin Dạ, vâng. xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha. Như vậy là chúng ta xong cái phần quy giới ha. Rồi. Như bây giờ có vẻ là âm thanh nó bớt ồn hơn. Thưa với quý vị đó. Ngày hôm nay thì sư chọn một cái chủ đề để mà chúng ta chia sẻ với nhau trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay. Đó là hai cái chữ vội vàng. Có nghĩa là sao? Ở đời đó quý vị, có những cái chúng ta không vội được, có những việc chúng ta không vội được. Ví dụ như một cái cây
khi mà chúng ta trồng thì nó đòi hỏi phải có thời gian, nó mới có thể lớn lên, nó mới có thể đâm hoa kết quả. Và cái trái cây đó nó phải có thời gian thì nó mới chín được. Còn nếu như mình dùng những cái thuốc tăng trưởng, mình thúc nó đó thì nó cũng lớn đấy, nhưng mà cái sự lớn của nó không bền vững. Rồi khi mà nó cho quả đó, nếu như mình dùng các cái chất mà tăng trưởng, những cái chất mà thúc chín ha, thì nó cũng chín, có khi trong đó ăn nó cũng ngon đó. Nhưng mà quý vị biết mà, nó toàn là hóa chất không. Và nếu như mình biết là những cái loại trái cây này đó, nó có cái thuốc tăng trưởng, rồi nó có những cái thuốc mà thúc cho chín đó, quý vị có dám ăn không? Chắc không dám ăn. Cho nên ở đời có nhiều cái mình không có vội được. Nhưng mà chúng ta lại sống trong một xã hội rất là vội vã. Lên mạng, khi mà mình chia sẻ một cái gì đó, bây giờ họ có cái xu hướng là cái gì đó ngắn thôi, chứ còn dài quá họ cũng lười đọc. Cái gì mà mình rút gọn trong vòng một câu, hai câu hoặc ba câu như vậy đủ rồi. Làm sao mà cái thời gian họ đọc cái nội dung đó đó, nó dừng lại vài giây hoặc không tới 1 phút thì người ta mới chịu đọc. Còn dài quá thì thôi, lướt qua. Ngay cả các video cũng vậy. Phải nói là bây giờ rất là hiếm. Những người mà chịu khó ngồi xem những video mà dài, đặc biệt là những bài pháp mà quá dài. Cái dài ở đây mà sư nói là nó dài hơn 30 phút. Có khi là 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng như vậy là đã là quá dài. Nhiều người bây giờ họ không có kiên nhẫn để mà họ xem nữa. Mà với họ đó, một cái clip chừng 5 phút thôi là đã đủ rồi. Hoặc thậm chí đó, tại sao bây giờ những cái như là gọi là cái gì, TikTok đó, nó trở nên phổ biến, là bởi vì người ta chỉ cần vài giây thôi nha, một cái clip vài giây thôi, hoặc là 1 phút, như vậy là đủ rồi. Tức là chúng ta đang sống trong một xã hội vội vã. Nhưng mà thưa với quý vị, cái gì mà nó vội vã, cái gì mà nó nhanh gọn thì nó rất khó để có chiều sâu, quý vị biết. Sư thì phải nói là cái chuyện mà TikTok đăng tải mấy clip ở trên đó là sư nhờ Phật tử có tâm họ quản lý giùm, chứ còn sư cũng ngại lên trên đó lắm. Nói thiệt, tại trên đó muốn có tìm cái nội dung nào mà dùng gọi là đầu tư trí tuệ, đầu tư chất xám, nó khó, nó hiếm lắm, là mình tốn nhiều thời gian trên đó. Đấy. Mà chính những cái clip ngắn như vậy rất là mặt khó để người ta đầu tư cái thời gian chất xám, dẫn đến cái gì? Mình coi càng nhiều á thì cái não mình á nó càng nhỏ lại. Đó là nói về cái chuyện đời. Còn nói về cái chuyện cũng đời nhưng mà nó dính dáng tới đạo, đó là sao? Mình bây giờ đó muốn cái gì cũng nhanh, cái gì cũng nhanh. Mình đặt hàng đó là người ta phải giao liền cho tôi nha. Muốn mua một cây bút, mua một cây bó rau là người ta phải, tôi ngồi tại chỗ người ta phải giao liền qua cho tôi. Bây giờ mà bắt tôi chờ 1 tuần hoặc là chờ vài ngày, có khi tôi không đủ kiên nhẫn, mình rất là vội. Cái tâm lý đó đó nó đưa đến cái chuyện là mình sống đời cũng vậy. Mình muốn có cái gì đó mà mình làm nó cho hiệu quả liền nha. Tức là làm thiện á, nó phải cho quả báo liền cho mình thôi. Hoặc là làm ác á, mấy người làm ác là mình muốn họ phải bị trừng trị liền. Chứ còn kêu mà mình làm thiện, làm ác mà phải chờ qua đời sau kiếp khác thì nó lâu quá nha, lâu quá. Trong khi đó đó, bụng nó đói thì phải pha liền cái tô mì. Trong khi đó mì thì không có, nước sôi không có, điện không có, cái gì cũng không có hết.
mà kêu mình giữ giới, kêu mình làm thiện mà chờ tới đời sau thì nó xa xôi. Chúng ta đang sống trong một xã hội rất là vội vàng, quý vị biết. Thành ra đó, nó rất dễ dẫn đến cái chuyện là mình không có chịu làm thiện. Bởi vì mình sống ác nó lợi hơn. Theo cái kiểu sống vội vàng đó, mình thấy cái kiểu sống mà bất thiện nó lợi hơn. Bởi vì sao? Nó chụp giật, nó bon chen, nó đạt cái này, nó đoạt cái kia. Nó nhanh chóng lắm, nhanh chóng lắm. Còn mà chờ làm thiện, mà chờ nó quả báo, sao thấy nó lâu quá. Một cái đặc điểm của các thiện pháp là như thế này nè. Bởi vì nó cho quả báo rất là lớn, và một một cái việc thiện nó có thể nâng đỡ chúng ta rất là nhiều, cho nên nó cần cái thời gian lâu hơn để nó cho quả. Mà ở trong Milinda Panha, tức là Mi Tiên Vấn Đáp, ngài Nagasena có đưa ra cái ví dụ như thế này: việc thiện nó giống như con thuyền vậy. Một con thuyền á, nếu mà so ra nó nhẹ hơn cái tảng đá rất là nhiều. Nhưng mà một con thuyền á, nó có thể chở tảng đá nổi được ở trên mặt nước. Nghĩa là sao? Việc thiện mình làm á, mặc dù là nó so ra thì nó không có nhiều bằng cái việc ác, nhưng mà cái năng lực của nó đó lớn hơn ác nghiệp rất là nhiều. Nó lớn. Đây. Thành thử à, chính bởi vì nó lớn như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian để cho cái quả thiện nó chín mùi nha. Thành ra làm ơn làm phước, khi mà mình sống, mình làm thiện thì đừng có vội oán trách nha, đừng có vội oán trách là tại sao mà tôi sống thiện, tôi làm phước nhiều như vậy đó mà quả nó chưa có chịu trổ liền cho tôi. Tại vì nó cần thời gian. Quý vị trồng cái giá đó nha, tức là cái đậu á, đậu để mà nó lên là thành giá để mình ăn liền á, nó nhanh lắm, vài tiếng đồng hồ là có rồi. Nhưng mà muốn trồng những cây lớn thì mình phải chờ vài chục năm. Cho nên các cái thiện nghiệp nó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian chờ. Sư nhắc quý vị, nhắc hoài, tức là thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Chúng ta phải chờ thôi, tại vì nó cần thời gian. Mà cái kiểu mình cứ thúc á, thì nó rất dễ dẫn đến cái tình trạng là cái nghiệp nó trổ sớm. Mà cái nghiệp trổ sớm thì xin thưa với quý vị, nó không có cái chỗ nào tốt lành hết nha. Có người đó có suy nghĩ như thế này: thôi bây giờ tôi khổ quá, họ mới nguyện á, nhà họ nguyện á, là thôi có bao nhiêu cái ác nghiệp rồi, thôi cho tôi trả cho nó xong lần đi, cho nó mau, chứ còn cứ khổ dài dài tôi khổ quá. Đã có một số người làm như vậy rồi, và thực tế á, quý vị, cái quả nó trổ họ không chịu nổi nha, họ không chịu nổi. Mà có thậm chí nhiều người đó, họ được dạy đó, được có thầy á, thầy dạy là phải bỏ liền cái nguyện đó, bỏ liền cái nguyện mà nguyện cho con mau trả hết cái nghiệp, bỏ liền, phải bỏ liền. Vậy đó mà họ cũng bị giật lên giật xuống. Tại sao? Nó giống như á, mình đi mượn nợ nha, mình có cái nợ ngân hàng á, hoặc là nợ xã hội đen, một tháng sau mới phải trả, một năm sau mới phải trả. Nhưng mà bây giờ á, tiền thì không có, mà mình cứ kêu thôi bây giờ cứ tới đòi đi nha. Tiền lương thì mình chưa có lãnh, mà mình cứ kêu họ nhè đè đầu mình ra mà cứ tới đòi đi, thì lúc đó tiền đâu mà lãnh. Rồi mình cũng không còn thời gian để mình đi làm, mình kiếm tiền trả nợ nữa. Tại vì sao? Tại vì con nợ nó tới nó đòi xiết nhà nha, nó xiết đủ thứ hết. Mà lẽ ra nếu như mình có thể thư thả đó, thư thả trả cho nó từ từ á, thì mình đã có thể trả hết rồi.
Cho nên cái kiểu mà nguyện cho con trả hết nghiệp là một cái kiểu nguyện thiếu thông minh. Như là quý vị nhớ về một chuyện nữa, Đức Thế Tôn á nha, ngài từ khi mà ngài hành đạo để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác trong vô số kiếp, cái phước ngài làm không biết là bao nhiêu nha, cái thiện mà ngài làm không biết là bao nhiêu, mà cái ác á, ngài đã bỏ không biết là bao nhiêu, ngài bỏ nhiều lắm, vậy đó mà ngài còn chưa trả hết nghiệp. Ừ. Tới khi ngài chuẩn bị viên tịch là ngài còn bị kiết lỵ mà, rồi ngài còn bị nàng Chinh Cha độn bụng Vu Khống mà, nàng còn bị Đề Bà Đạt Đa là lăn đá hại, rồi xua voi hại mà. Nói chung á, là ngay cả Đức Thế Tôn mà còn không trả hết nghiệp mà ngài đã tu như thế đó mà ngài còn không trả hết, mình là cái gì mà mình cứ đòi trả hết nghiệp. Ừ. Thành ra làm ơn làm phước tránh cái suy nghĩ này, mà lỡ có gặp ai đó có cái suy nghĩ này đó, khuyên họ bỏ đi. Chứ còn mà mình có nguyện trả hết nghiệp đi chăng nữa thì chỉ giỏi lắm là mình đưa đến cái chuyện là ác nghiệp á, nó tranh nhau nó tới nó đòi nợ, mà trong khi đó là mình trả không bao giờ hết, trả không bao giờ hết. Nhắc quý vị cái này, những cái kiếp mà mình đi địa ngục á là mình thuần túy trả ác nghiệp ấy, mà có bao giờ hết đâu, không có hết được. Rồi những cái kiếp này đó, bây giờ mình đang có thân người nè nha, đang có thân người thì đây là một cơ hội rất tốt để chi, để mình làm trả nợ. Tức là sao, mình ráng làm các thiện pháp thì mình nhờ các thiện pháp đó đó nó nâng đỡ mình, rồi ở đời sau kiếp khác mình lại tiếp tục làm người, tiếp tục về cõi trời cõi người để chi, để mình làm phước tiếp, rồi những cái quả đó đó nó trả dần trả dần trả dần. Chứ còn mà mình đòi nó trả hết một lượt á là mình chết sớm nha, chết sớm. Thêm một cái ví dụ nữa như thế này nè, bây giờ sư cho quý vị một bịch muối, 1 ký muối, kêu quý vị ăn, mình ăn hết, ăn nổi không? Ăn, sư tin là mình ăn không nổi nha, ăn không nổi. Cho quý vị 1 tháng luôn, 1 năm luôn, ăn không nổi. Tại sao? Tại vì mỗi một lần mình bóc một nhúm mà mình bỏ vô trong miệng là nó mặn chát, là nó muốn chết luôn vậy đó. Cho nên không cách chi mà ăn nổi 1 ký muối. Cái này thì xin thưa mấy cái người mà mạnh miệng á, nói cái gì cũng là không hết trơn á nha, thì thiện ác như nhau, như đường muối như nhau, thì đó quăng cho họ 1 ký muối đó, họ ăn giùm coi, ăn thử cho tôi coi, coi coi là anh nói giỏi cái miệng anh không. Đấy. Nhưng mà nếu như á, mà mình trong trường hợp bắt buộc phải ăn 1 ký muối ha, thì quý vị nghĩ coi, mình lấy cái đó đó mình pha loãng ra nha, mình pha loãng ra, mình pha nước vào ha, mình pha nước vào, có khi mình lấy 1 ký muối đó mình đi mình nấu ăn nha, nấu ví dụ như mình nêm nếm rồi nào là rau trái củ quả rồi thịt rồi cái này cái kia, món này món kia, thì sư tin là 1 ký đó không bao lâu quý vị xài hết. Tức là gì, mình phải khéo, 1 ký muối người ta đưa cho mình kêu mình là ăn hết 1 ký muối đi, thì cái đứa dại đó là nó bóc hẳn, nó bóc trực tiếp cái nhắm muối đó nó bỏ vào miệng, còn cái người khôn á họ lấy cái nhắm, họ lấy cái bịch muối đó đó họ nấu ăn, thì như vậy cũng là 1 ký muối đó, nhưng mà cái người khôn đó họ ăn xong 1 ký muối mà họ không có khổ lắm. Sư tạm gọi cái chuyện mình thưởng thức cái vị mặn đó là khổ đi, thì cái khổ của họ cũng không có khổ lắm. Còn cái anh mà anh bóc trực tiếp muối anh bỏ vào miệng á là chắc chắn là anh khổ lè lưỡi luôn. Tương tự như vậy, khi mà mình nguyện cho con trả hết nghiệp là cái kiểu nguyện là mình bóc muối bỏ trực tiếp vào miệng. Nhưng mà nếu như mình nhờ cái thân người này nè mình làm phước nha, nhờ cái thân người này mình làm phước thì những cái phước thiện đó đó nó sẽ trộn
mình sẽ sống một cái đời sống nó có thiện có ác, nó trộn lẫn với những cái quả ác, thì như vậy đó đời mình có buồn nhưng mà cũng có vui. Rồi khi mà mình ở cõi người cõi trời đó thì nó cũng có những cái khổ, thì những cái đó nó sẽ xen kẽ với những cái sướng, và nhờ như vậy đó mình vừa trả ác nghiệp mà mình vừa có được thiện nghiệp, thì cái khổ đó nó không đến mức nha, nó không đến mức mình không chịu nổi. Mà thậm chí nếu như mình có lỡ rơi xuống cái cảnh giới súc sanh đi chăng nữa, thì nhờ có những thiện nghiệp á, nó cũng nâng đỡ mình rất là nhiều. Chứ, cho nên á, đừng có vội nha. Đừng có vội mà mình đòi trả cho nó hết nợ, thì xin thưa nó dại lắm. Rồi có những người họ vội tu nữa chứ. Họ thấy đời sống khổ quá nha, sống khổ quá, thành ra là thôi ráng đi tu cho rồi, thì họ tranh thủ họ đi tu. Nhưng mà tu á, họ vội, vội cái gì? Bây giờ vào chùa là mấy sư phải cho tôi xuất gia liền thôi, xuất gia liền để tôi đắp y liền, chứ còn đời sống không biết bao nhiêu, không biết là tôi sống được sống nay chết mai, cho nên á bây giờ mấy sư mà bắt tôi phải học kinh, học luật, rồi học cách đi cách đứng, tôi không có thời gian, cho nên làm ơn làm phước cho tôi cạo đầu đắp y liền, cái kiểu như vậy. Sư đã gặp rất là nhiều, xin thưa cái chuyện mà cạo đầu đắp y á nó nhanh lắm quý vị, nhanh lắm, làm mà nó hơi kỹ càng một tí xíu á là vài tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà để đào tạo ra được một ông sư á có khi mất cả đời quý vị à. Mà trong khi đó đó mình cứ đòi nó phải nhanh, có nhiều người họ vội lắm quý vị, họ vội lắm, họ làm như cái kiểu là họ gần chết tới nơi á, họ vội lắm. Vài tháng là phải vài tháng là phải cho họ đi tu, họ học kinh á nha, đưa cái bài kinh cho họ đó, họ học vài tháng mà chưa có thuộc xong là họ bắt đầu họ nản rồi, họ ở chừng vài tháng mà chưa thấy cho xuất gia là họ bắt đầu họ nản rồi, mà kiểu đó là chết rồi. Xin thưa, nếu như mà mình nói cái chuyện mà tu á, thì khi mình còn là gọi là giới tử, hoặc là gọi là tịnh nhân cư sĩ tùy chỗ, thì mình đã có thể tu rồi, đã có thể tu rồi. Mắc cái giống gì là mình phải cạo đầu đắp y thì mình mới tu. Thậm chí là hồi xưa khi mà sư đi làm mà giới tử, sư đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý gì? Mình có thể làm giới tử cả đời. Tức là cái chuyện mà chừng nào mình được cạo đầu đắp y á, là ở trên quyết định, mình không có quyết định. Mình chỉ lo phần mình thôi, mình lo mình học thôi. Mà nếu như mình chưa được á, thì mình sẵn sàng mình có thể chờ cả một đời cũng không sao hết. Thì như vậy đó, nó mới nhanh được. Thì như vậy nó mới nhanh được. Chứ còn mình cứ vội, trong khi đó không có vững. Kinh thì chưa có vững, kinh thì chưa có vững. Rồi cái kiểu sống ở đời đó nó cũng chưa có gột bỏ, mà ở chùa gọi là chưa có thấm tương trao á, cứ đem cái suy nghĩ đời đó rồi đem vào trong đạo. Miệng thì mình mở ra là mình nói tôi không biết tôi sống nay chết mai, nhưng mà nói thiệt là từ khi bước chân vào chùa xin làm giới tử cho đến khi bỏ chùa mà đi chưa thấy họ chết bao giờ. Rồi kêu họ tụng học kinh á, thì họ nói tụng kinh đâu có giải thoát đâu, muốn chết luôn vậy đó. Cái bạn Apple Nail này
Mình không có cần thiết nha, không có cần thiết chat lên như vậy nha, chat lên như vậy nó làm loạn. Này, quay trở lại vấn đề, thưa với quý vị đó, nó giống như ở trong kinh có kể về một cái cô vợ lẽ, tức là trong cái gia đình đó đó có hai bà vợ lớn với bà vợ nhỏ. Thì khi mà bà vợ lớn thì không có con, cho nên ông chồng ông lấy bà vợ nhỏ. Mà bà vợ nhỏ thì lúc mà bà vợ nhỏ cấn bầu á thì ông chồng ông chết. Thì theo cái luật á, vào thời đó là đẻ ra, nếu mà đẻ con trai đó thì sẽ hưởng gia tài. Thành ra bà vợ lớn á, lúc nào bà cũng canh me bà vợ nhỏ để coi coi là bà đẻ không biết con trai hay con gái. Mà bà vợ nhỏ thì bà cũng nôn nóng, không biết là rốt cuộc là mình có bầu con trai hay con gái, để coi coi chừng nào mà nó có để mình hưởng cái gia tài. Thành ra đó bà vợ nhỏ đó bà mới làm một chuyện, đó là bà mổ cái bụng bà ra để bà coi coi nó là con trai hay con gái. Mà khi bà mổ bụng ra thì quý vị biết rồi, con nó chưa tới tháng, mình lo vội mình mở ra để mình coi nó con trai hay con gái, thì dẫn đến cái chuyện là mất con, chết. Thì cũng như vậy đó, khi mà chúng ta chưa có cái sự sẵn sàng, chưa có được một cái nền tảng nó phù hợp đó, mà mình đã vội mình bước lên trên rồi đó, thì rất dễ thất bại nha, rất dễ thất bại. Nó giống như là mình xây nhà, mình phải chờ cho cái móng á, nó khô, đổ móng xuống rồi nó phải chờ cái móng nó khô rồi thì từ đó mình mới bắt đầu mình xây lên được. Chứ còn mình vừa mới đổ móng, móng chưa kịp khô thì mình đã vội nha, mình đã vội mình xây lên thì nó rất là nguy hiểm. Đấy. Hơn nữa nếu mà quý vị có xây nhà, quý vị biết mà, một ông thợ nha, một ông thợ xây một căn nhà mất 30 ngày, thì điều đó không có nghĩa là 30 ông thợ xây cái ngôi nhà đó thì có thể xong trong vòng một ngày. Quý vị chờ tí xíu nha, cái mạng nó báo đỏ. Đó là sư nói về cái chuyện vội tu. Rồi cho đến cái chuyện mà mình tu rồi đó thì mình sẵn sư nhắc luôn, có vị cũng xin vào chùa Nam Tông, xin ở chùa Nam Tông, sư mấy một vài vị sư xin chùa ở chùa Nam Tông. Thì sư mới hỏi là bây giờ á, do chùa Nam Tông á là ở trong đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cho nên nó cũng cần một số cái yêu cầu cơ bản. Mà một trong số những yêu cầu đó đó là những bài kinh tụng nha, những bài kinh tụng của chư tăng á, sư có thuộc không? Không cần nhiều nhưng ít nhất là phải thuộc nha, không cần nhiều nhưng ít nhất là phải thuộc. Một số bài đưa ra yêu cầu á, sư có thuộc chưa? Thì nhiều vị ngại học kinh tụng, rồi thành thử là bây giờ không có, cũng không có đạt được yêu cầu. Mà thậm chí có vị khi mà sư nói sư chịu khó dành thời gian đi học kinh tụng đi, chứ cái gì đâu mà xuất gia 5 năm rồi, xuất gia 5 năm rồi mà bây giờ kinh tụng thì mình không biết, phải đi học chứ. Rồi thì bây giờ thì vị đó đòi kiếm đường đi miếng, còn không thì đi Thái, để làm chi, tại vì qua bên đó thì không có cần phải tụng kinh, muốn chết luôn vậy. Cho nên á, cái chuyện tu mình không có nên vội, có những cái mình cần phải nhanh chóng, nhưng cái đó để chút sư nói. Nhưng mà sư đang nói có những cái mình không có nên vội vàng.
Nha, thứ nhất là vội tu, thứ hai là vội chứng. Tức là sao? Mình tu á, mình cứ chăm chăm mà mình coi còn không biết chừng nào mình chứng. Rồi thì á, cứ hễ có cái gì nó hơi lạ là mình nghĩ chắc mình chứng rồi. Nha. Cái chuyện này nó rất là nguy hiểm. Ừ. Mình tu thì mình ráng làm sao đó để mình bớt đi những cái phàm của mình á, để cho tôi bớt nóng giận nè nha, bớt nóng giận, bớt bực bội, bớt khó chịu, để tôi trở thành con người dễ thương hơn, để tôi bớt tham, tôi bớt bỏng sẻn, để tôi trở thành cái người biết biết cho ra, để tôi bớt níu giữ, tôi bớt bám chấp vào những cái tài sản, để nó có mất thì tôi cũng không có buồn. Để tôi có cái gì đi chăng nữa thì sau này nó có mất đi thì tôi cũng không có lo. Tại vì ngay từ đầu tôi đã ý thức được là không có cái gì là của mình. Thì như vậy đó nha, như vậy á, là mình đang tu đúng. Chứ còn tu mà để mong sao để tôi chứng thánh, để tôi có hào quang, để tôi được cái này được cái kia là mình chết. Nha, là mình chết. Cho nên đừng có vội chứng, đừng có vội chứng, cứ tu đi chừng nào anh chứng là tự nhiên khi đó anh chứng thôi. Chứ còn mình cứ vội là không có được. Ừ. Rồi một cái nữa đó là gì? Đừng có vội thỏa mãn trước những thành tựu của mình. Tức là sao? Như trong kinh Lỗi Cây chứ. Có người họ đi vào trong rừng. Ừ. Họ muốn tìm cái lỗi cây mà họ thấy cái cành lá, họ chặt cành lá về, họ tưởng đó là lỗi cây. Có người họ không lấy cành lá, họ bỏ cành lá, họ lấy cái vỏ, rồi họ nghĩ đó là cái lỗi cây. Có người họ không lấy cái vỏ cây mà họ lấy cái thịt cây, họ nghĩ đó là cái vỏ cái lỗi cây. Có người họ không lấy cái thịt cây, họ lấy cái giác cây và họ nghĩ đó là cái lỗi cây. Mà chỉ có người đó sau khi mà bỏ hết những cái ở ngoài đó, còn lại cái lỗi ở trong đó, họ lấy được rồi đó, thì khi đó mới tính là họ là cái người lấy được cái lỗi cây. Cũng vậy, cái đường tu của mình nó có những cái chặng đường. Có những người khi mà họ giữ được giới đó, giới họ trong sạch, thì họ đã thấy cái trong sạch giới của họ là nhất rồi, là thiên hạ đệ nhất nha, tôi là đệ nhất rồi, xung quanh là không ai giữ giới, có mỗi một mình tôi giữ giới thôi. Và họ sớm thỏa mãn với cái thành tựu về giới của họ và họ dừng ở đó nha, họ dừng ở đó. Rồi có người đó thì họ vượt qua được nha, vượt qua được cái thành tựu về giới, họ hành thiền. Rồi khi họ hành thiền á, họ chứng thiền nha, họ hành thiền, họ chứng thiền, thì họ lại chết dí ở đó và họ không đi được. Thì như vậy họ cũng không đạt được kết quả giải thoát. Rồi có những người đó họ hành thiền, họ chứng thiền nha, họ chứng thiền, họ không có thỏa mãn ở đó, nhưng mà tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó họ vướng phải một cái tà kiến, là như vậy là họ cũng chết luôn. Ừ. Thì như vậy cái đường tu á, mình có rất là nhiều. Rồi có những người đó họ nói giỏi, họ học kinh giỏi, họ biết được kinh tạng nhiều, họ trở thành vị pháp sư và họ dừng ở đó, họ không tiến lên nữa, thì như vậy cũng là chết. Cho nên khi mà mình vội thỏa mãn với những thành tựu không tiến lên được, mà sư đang nói là những thành tựu trong đạo nha, chứ sư không nói là những thành tựu ở đời. Cho nên là thấy rất là tội những vị mang tiếng là mình đi tu rồi mà mình còn ráng mình chạy để mà mình kiếm cái chức này cái chức kia, thì phải nói là nó còn tội hơn cả tội nữa. Đấy. Cho nên có những cái là mình không có nên vội vàng. Nhưng mà sư nói như vậy á, không có nghĩa là mình phải chậm rãi nha, phải chậm rì rì như con rùa đó, thì không phải. Có những cái mình nhanh chứ, có những cái mình nhanh, sử dụng cái từ là nhanh chóng, có những cái mình nhanh mà nó không phải là vội. Đấy. Có những cái mình nhanh nhưng nó không phải là vội. Thứ nhất á, là do đâu? Là do cái phước của mình.
cho nên là mình nhanh hơn người ta. Ví dụ như nhờ cái phước cho nên mình khởi điểm nó cao hơn người ta. Ví dụ như là ở mấy cái anh nhà nghèo, ảnh cố gắng một đời nha, ảnh cố gắng một đời thì ảnh lên được cái chức trưởng phòng, ảnh ráng lắm ảnh lên được cái chức giám đốc. Còn cái anh mà nhà giàu á, ảnh vừa mới ra trường thôi là ảnh đã có cái ghế giám đốc rồi. Cho nên có những người khởi điểm của họ cao hơn người ta. Do đâu? Do phước. Thành thử nếu như mà mình muốn nhanh á nha, muốn nhanh mà không phải vội. Muốn nhanh mà không phải vội thì mình phải có phước. Rồi cái nữa đó là gì? Cái xe đó nó chạy ở trên đường. Cái xe mà nó muốn chạy nhanh được nha, nó muốn chạy nhanh được thì cái đường á nó phải bằng phẳng, nó không có ổ gà. Còn cái xe mà nó chạy, nó cố nó chạy mà đụng phải ổ gà, đụng phải ổ voi thì nó cũng ráng nó bươn. Nó ráng nó chạy cho nhanh thì cái đó là vội. Còn cái anh á mảnh chạy trên đường cao tốc á, không có ổ gà mà bây giờ thì nó có cái là không có thêm trạm thu phí nữa. Thì nó không có những cái chướng ngại như vậy á, thì nó nhanh chứ nó không có vội. Tức là sao? Khi mà mình có phước á thì cái chuyện phát triển của mình á nó thuận lợi hơn. Nó không bị người ta ngăn trở, nó không bị người ta thử thách. Có những người sẽ thấy tội lắm, trời ơi, phải bị thử thách nha, thử thách lên bờ xuống ruộng đó thì mới được. Nhưng mà có những người thì giống như là cứ thuận nước đưa thuyền vậy đó, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải lo cái gì hết trơn á, trời, tự nhiên có người lo giùm cho mình hết mấy chuyện đó. Mấy cái khổ, mấy cái khó có người lo giùm. Đi con đường cứ bằng phẳng như vậy mà đi. Cho nên họ đi nhanh được. Thành thử á, có những người á, họ nhanh nhưng mà họ không có vội. Có những người đó họ vội để mà được nhanh. Thì sẽ không có khuyến khích cái chuyện mình vội. Ngay cả cái chuyện mà mình tu thì nó cũng như là cái chuyện đời vậy thôi. Nếu mà mình có phước thì mình muốn cái gì nó cũng dễ, mình làm cái gì nó cũng dễ. Nhưng mà sư nói ở đây á là cái gì? Làm cái chuyện cho nó đàng hoàng nha, chứ còn làm cái chuyện mà kín khuất, làm cái chuyện mà sợ thiên hạ biết, làm cái chuyện mà sợ một ngày nào đó nó đổ bể thì sư không có nói mấy chuyện đó nha. Sư đang nói là mình làm mấy cái chuyện mà đàng hoàng á, mấy cái chuyện mà thiên hạ có khui ra thì mình cũng mắc cỡ do cái chuyện tôi làm thiện, tôi làm phước, tôi không muốn khoe mà mọi người cứ lôi ra để biết làm chi vậy. Thì cái kiểu đó là sư đang nói tới. Còn cái kiểu mà tam nghiệp kín khuất, mình làm bậy, mình sợ không muốn cho người ta biết thì cái đó sư không có nhắc tới nha. Rồi cái thứ hai mà mình muốn nhanh á, là đâu? Do đâu? Do mình có cái tốc trí. Tức là cái trí tuệ của mình á, nó nhạy bén, nó mau thuộc. Cái đó không vội được. Không vội được. Quý vị biết là khi sư học kinh á, kinh tụng thì sư cũng tự nhận mình là cái người không có thông minh. Thành ra là một cái bài kinh tụng á, một cái bài đó sư giả sử như là sư học ở trong vòng, để coi coi, tương đương như vậy là trong vòng khoảng nửa tháng tới một tháng, nửa tháng tới một tháng là sư xong một cái bài kinh đó. Thì khi mà gặp ngài Tam Tạng, ngài ghé chùa đó, sư hỏi cũng cái kiểu tò mò ra hỏi là ngài học như vậy thì ngài học nhanh tới cỡ nào. Thì ngài Tam Tạng nói là cỡ một cái bài kinh một trang như vậy thì ngài học trong vòng một buổi thôi. Một buổi, tức là sáng là một buổi mà chiều là một buổi đó, tức là sáng học chiều trả bài đó. Xong rồi, xong rồi. Trong khi đó là mình nhai muốn chết luôn, sư nói thiệt, nhai muốn chết, mình nhai
kiểu mà hụt hơi luôn á, nha, nhai hụt hơi luôn, nhai từ sáng tới chiều, quét sân cũng nhai, rồi lau lau nhà, lau chánh điện cũng nhai, rồi giặt y giặt áo cũng nhai. Chỉ có ăn thì nhai, đồ ăn thì mình không có nhai kinh thôi, còn thời gian còn lại miệng mà rảnh cái là nhai vậy đó, nhai ngày nhai đêm nha, nhai mỗi miệng luôn á, 1 tháng trời xong một bài kinh. Còn các ngài thì một buổi là xong rồi. Quý vị thấy nó chênh là tới mức độ đó, chênh là tới mức độ đó. Cho nên cái trí của nhiều người đó, nhờ họ có cái tốc trí đó, cho nên họ nhớ rất là nhanh nha. Rồi có nhiều người đó, họ đi học, học các cái trường nha, học trường lớp cũng đàng hoàng, học 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm. Có người đó, có vị đó thì học ở Việt Nam, có vị thì học đi du học ở các nơi nha, đi học ở các xứ. Mà đương nhiên thì cũng có rất là nhiều vị giỏi, sư không đề cập tới những vị giỏi thì thôi, đó là những vị thành công rồi, sư không nói. Nhưng mà có không có nhiều số vị mà giỏi, không có nhiều. Mà có một số tốn nhiều thời gian như vậy á, rốt cuộc thì cũng không được cái gì, xài không được, theo cái kiểu mà cái gì cũng biết á, nhưng mà tới hồi đụng chuyện thì làm không được cái gì. Làm pháp sư thì cũng không ổn, mà làm thiền sư á thì cũng không ổn. Mà thôi thì thôi, cứ làm ông sư bình thường đi, cứ nương nhờ cái phước của Phật thôi được rồi, thì cũng không ổn nữa. Nó kẹt như vậy. Trong khi đó cũng có những vị tốn có chừng 1 năm hoặc 2 năm, mà 1 năm 2 năm mà không có qua gọi là trường lớp, bằng cấp đào tạo gì hết trơn á trời, mà đã có thể trở thành một vị pháp sư, hoặc là đã có thể trở thành một vị thiền sư đấy. Thì cái đó, đó là do cái trí của mỗi người. Cái đó mình xin thưa là mình nhanh, nhưng mà mình không có vội. Mà mình có vội cũng vậy thôi à. Thành thử nhiều người đó, họ vào chùa mà họ học kinh, họ đặt cho mình một cái giới hạn. Thí dụ như họ hỏi sư á, là sư ơi, sư học hết mấy bài kinh này sư học trong bao lâu? Thì sư cũng thiệt tình sư trả lời, thì sư học hết mấy bài kinh này thì chừng trong gần năm, tức là cỡ 10 11 tháng gì đó, gần năm là xong. Thì họ lấy cái thời gian đó làm cái chuẩn của họ. Rồi thì họ khi mà họ học một bài kinh, họ học 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, họ học chưa có thuộc, rồi họ đã vội họ nhảy qua bài mới. Cái hồi sư hỏi gặn cái bài cũ thuộc chắc chưa, trong khi đó hồi xưa xin thưa nhé, học cái bài kinh đó đó mà nó phải thuộc là thuộc chắc luôn á, chứ không có cái kiểu mà đọc dấp đâu, dấp không tính, dấp bỏ nha. Mà bây giờ thì cứ 1 tháng 2 tháng mà thấy chưa ổn là bắt đầu là vội qua bài khác, hoặc là nản. Mỗi một người đâu có so với nhau được, sư nói thiệt. Bản thân sư sư đã tính là cái người học chậm nha, sư đã tính là người học chậm. Chứ còn mà mấy bài đó đó, mấy bài đó mà đưa cho các cái vị tốc trí cỡ như ngài Tam Tạng thì nói thiệt là chắc ngài tốn không tới 1 tuần đâu, ngài tốn không tới 1 tuần đâu. Mà trong khi đó sư thì sư tốn gần năm á. Nhưng mình nói như vậy không có nghĩa là quý vị học 2 năm trời quý vị chưa có thuộc mà quý vị có quyền nản. Sư biết có một vị sư nha, cũng học mấy bài kinh đó đó, mà vị đó học gần 10 năm. Gần 10 năm. Bây giờ vẫn còn học. Rồi thì sao? Mỗi một người á, cái khả năng gọi là tốc trí của họ đó nó không có giống nhau. Cho nên là mình đừng có đem cái tiêu chuẩn của người này mình so với người kia. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu như sư đem tiêu chuẩn của ngài Tam Tạng sư áp vào mình chắc nghỉ tu. Cứ cái kiểu mà sáng học một bài kinh là chiều trả bài là chắc nghỉ tu rồi.
Có những cái mình có thể nhanh nhưng mà mình không được vội. Ừ. Còn cái nữa, mình nhanh được á là nhờ đâu? Nhờ ít phiền não. Mình cứ lo lo cái gì, lo đủ thứ hết trơn, rồi nào là tham, nào là sân, nào là tà kiến, rồi những cái phiền não. Mà chính những cái phiền não đó nó kéo mình lại, chính những phiền não đó nó đòi mình phải tìm những cái thú vui bên ngoài để chi, để khỏa lấp những cái phiền não đó. Nhưng mà như vậy thì cái đường tu của mình nó chậm lại. Do đâu? Do mình có quá nhiều phiền não. Thành ra đó, cái đường tu mình phải ráng ly dục, thưa quý vị, ráng ly dục, bớt đi những ham muốn, rồi biết thương người hơn, bớt đi những giận hờn, học nhiều kinh vào, bớt đi những tà kiến. Thì như vậy đó, đường tu của mình đó, nó bằng phẳng hơn, nó bớt đi những phiền não thì mình tiến á nó dễ. Nhưng còn xin thưa, dục thì ai cũng có nha, giận hờn thì ai cũng có, rồi cái ngu cái dốt thì ai cũng có. Mà nếu như mình cứ suốt ngày mình bị những cái thứ đó nó đeo bám, bị những thứ đó nó phiền nhiễu, nó tra tấn, thì làm sao tốt. Cho nên mình càng ít chướng ngại, ít phiền não thì mình càng nhanh. Mà cái nhanh đó đó là cái nhanh không phải vội. Cho nên á, vội là vội mà nhanh là nhanh, hai cái đó khác nhau. Ừ. Mà sư nói như vậy đó, thì nó lại thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Có những việc nha, có những việc mình không có nên trì hoãn. Sư lấy ví dụ như mình bị phỏng đi nha, mình bị phỏng thì cái chuyện mình cần làm đó là gì? Lo bỏ cái vật nóng ra nha, cầm phải một cái đồ nóng, một cái cục sắt nóng, bị phỏng thì ngay lập tức phải bỏ ra liền. Rồi sau nữa lo băng bó vết thương liền nha, băng bó vết thương liền. Cái đó là mình phải không có trì hoãn. Chứ còn mà mình ngồi ở đó mình phân tích cái thành phần vật chất cấu tạo nên cái này là mình chết. Đấy, nó giống như ở trong kinh thì ví dụ như một người bị trúng tên vậy đó, cái chuyện cần thiết là phải cứu người liền, gỡ mũi tên nó ra cứu liền. Chứ còn ở đó mà ngồi phân tích là tên bay từ hướng nào, từ ai bắn, cái người bắn nó tên là gì, gia cảnh ra làm sao, là mình chết nha, là mình chết. Cái đó không có trì hoãn được, không có nên trì hoãn. Ừ. Cũng vậy đó, trong rất là nhiều bài kinh, trong rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy chúng ta có hai việc mà mình không nên trì hoãn. Một là phải bỏ ngay những cái điều ác, những cái chuyện mà mình hư hỏng, mình phạm giới là mình phải bỏ ngay. Chứ mình không thể nào nói là cái tánh tôi trộm cắp nó quen rồi cho nên bây giờ bỏ liền không được. Hồi xưa thôi bây giờ bớt đi, hồi xưa là tôi trộm tháng tôi trộm 10 bữa thì bây giờ tháng tôi bớt lại tôi trộm chừng 3 bữa thì như vậy có được không? Xin thưa, cái ác là mình phải bỏ liền. Chứ mình không thể nào mình lý luận, không thể nào mình lý luận là cái ác là tôi phải bỏ từ từ, chứ còn tôi bỏ liền nó khó chịu. Hoặc thí dụ như một cái anh ảnh ngoại tình thì người ta bắt ảnh là ảnh phải bỏ ngay, ngưng ngay cái chuyện ngoại tình. Ảnh nói tôi ngưng không được thì thôi bây giờ đó, hồi xưa thì tôi ngoại tình tháng tôi ngoại tình chừng 10 bữa, thôi bây giờ bớt cho tôi đi, tháng bây giờ tôi rút lại tôi ngoại tình chừng 3 bữa thôi, rồi sau này từ từ thì tôi sẽ rút lại tiện tháng tôi ngoại tình chừng bữa, không biết vậy được không? Thì xin thưa, không không có ai lý luận cái kiểu đó được. Cái chuyện ác mình phải bỏ ngay, phải bỏ ngay nha. Phiền não á thì mình có thể mình ráng bớt từ từ nha, phiền não có thể ráng bớt từ từ.
Nhưng mà cái chuyện ác thì mình phải bỏ liền. Tức là làm sao? Cái tham, cái sân là những cái phiền não thì mình phải ráng mình bớt, bớt một cách từ từ. Cái đó bỏ liền không được, phải bớt một cách từ từ. Nhưng mà những cái chuyện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là mình phải bỏ ngay chứ. Phải bỏ ngay. Nha, mình không không có trì hoãn cái đó được, nha, không trì hoãn cái đó được. Rồi cái chuyện thứ hai không có trì hoãn đó là gì? Hãy gấp làm điều lành. Như trong Pháp Cú Đức Phật nói là hãy mau bỏ điều ác, hãy gấp làm điều lành. Bởi vì ai không làm điều lành thì ý ưa thích việc ác. Có nghĩa là sao? Trong đời của mình ấy, mình chỉ có hai trạng thái thôi, thiện hoặc là ác. Giờ ngủ không tính. Cái giờ thức á, mình chỉ có hai trạng thái là thiện hoặc là không có thiện. Mà nếu như mình không dành thời gian để mình làm liền cái việc thiện đó, là cái tâm của mình nó nhảy ngay qua chuyện ác liền. Mà cái ác nó dễ hơn cái chuyện thiện quý vị à. Cho nên á, gấp làm chuyện lành. Nghĩa là sao? À, bản thân sư cũng đang tập thôi, chứ sư không dám nói mình có thành tựu gì. Đang tập thôi, tức là khi mà mình có cái í bố thí, thí dụ như có cái lòng cho ra đó, là ráng tập cho liền, không có tiếc. Tại mình chỉ cần mình trì hoãn thôi, làm chắc chắn là sau đó nó sẽ có một mớ lý do, thì là tại bởi thì mình tiếc của mình không cho nữa. Những chuyện khác cũng y chang như vậy. Nhưng mà những chuyện khác á, những chuyện thiện khác nha, thì có đôi khi thì sư lại có một cách, sư chỉ chia sẻ cái trải nghiệm của sư thôi, chứ sư không khuyến khích người ai phải bắt chước sư. Đó là gì? Có đôi khi có những chuyện thiện á, sư phải đẩy mình vào cái thế là mình không còn đường lui. Tức là mình không còn lựa chọn nào khác, phải đẩy mình vào cái thế là không còn lựa chọn nào khác, không thể hối hận, không thể lui được nữa. Thì khi đó là cái chuyện thiện đó mình bắt buộc mình phải làm. Quý vị nghĩ cái gì thiện mà mình phải đẩy mình vào đường cùng, nó kỳ cục vậy. Xin lấy ví dụ nha. Khi mà sư có cái ý đi xuất gia đó, nha, sư có cái ý đi xuất gia là sư phải lo, sư chuẩn bị cắt sạch cái đường lui. Tức là sao? Cắt sạch để không còn cái cửa nào để mình quay trở lại mình đi làm được nữa, để mình không có cái cửa nào mình quay trở về đời được nữa, nha. Có những cái phải nói là mình phải đẩy mình vào cái đường cùng đó, để gọi là mình phải làm chuyện thiện thôi, phải làm thiện thôi, chứ mình không còn đường lui. Hoặc là giống như là những năm vị tỳ kheo vào thời Đức Phật quá khứ, lên trên núi đạp đổ cái cầu thang, ngồi ở trên đó hành thiền, một là chứng, hai là chết. Tức là có những chuyện ở đời đó mà mình muốn làm thiện, nó rốt ráo là mình không cho mình còn cái được luôn. Thì như vậy đó mình mới tiến bộ được. Nhưng mà xin thưa là sư chỉ chia sẻ một vài cái trải nghiệm thôi, chứ không có khuyến khích ai phải bắt chước nha. Tại vì ngay cả năm vị mà sư vừa kể đó, ôi trời, lại lỗi mạng nữa hả? Như năm vị sư vừa kể đó, tức là lên trên núi đó, một là chứng, hai là chết nha, một là chứng, hai là chết. Vậy đó mà rốt cuộc thì cũng chỉ có hai vị chứng đắc thôi. Tức là một vị chứng A-la-hán, một vị chứng A-na-hàm. Còn ba vị còn lại là không chứng gì hết, rồi thì chết. Cho nên là ngay cả cái chuyện là mình đẩy mình vào đường cùng thì nó cũng có cái nguy cơ là mình không có đạt được mục đích nha. Cho nên là mình tham khảo, chứ không có nên là tùy tiện là bắt chước một cách không suy nghĩ. Sư nói giống như có một số vị cái lòng xuất gia nó mãnh liệt quá đi, cho nên bây giờ cầm cái túi nha, cứ đeo cái ba lô lên rồi chạy vô chùa xin cho xuất gia, thì có một số chùa không có dám nhận đâu nha.
Tại sao? Tại vì thời nay đó ác nhiều quá, cái thứ bất thiện nhiều quá, cho nên đó, không có biết anh là ai, không biết anh như thế nào hết, rồi thì cứ tùy tiện mà nhận anh vào chùa đó. Rồi tối hôm đó nó chụp đầu, nó cắt cổ từng từng thầy từng sư, rồi nó ôm ôm tiền nó đi hết. Và chuyện đó đã từng xảy ra rồi nha. Cho nên á, có những chuyện là mình không có vội được. Muốn đi tu, muốn xuất gia thì từ từ nha, đi vào chùa xin đàng hoàng, rồi tìm hiểu cho kỹ, coi cho kỹ lưỡng, chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Chứ không, thời nay mà đâu có biết ai ngay ai gian, mà mình cứ cái kiểu đeo ba lô vô chùa là đòi mấy sư là phải nhận liền á, thì xin thưa là rất là khó cho mấy sư nha. Đấy. Cho nên ngày hôm nay cái chủ đề đó là cái sự vội vàng, để cho chúng ta biết ở đời có những cái mình vội không được, mà ở đời có những cái á, mình nhanh nhưng mà mình không có vội, nhưng mà có những cái á, mình vội mà chưa chắc nó nhanh, mà cho dù có nhanh đi nữa đó, vội là chết. Vội là chết. Và ở đời cũng có những cái mình không có nên trì hoãn. Đặc biệt là với tuổi thọ loài người đó chỉ có chừng 100 năm thôi. Mà 100 năm đó đó là tính là mình sống thọ đó nha. Chứ còn mình đã 20 năm là mình sống cứ ngơ ngơ ngác ngác, ở đi đi học rồi về nhà ăn uống, mình lớn lên 20 năm đầu bỏ đi. Rồi gần như là mấy chục năm cuối là mình cũng bỏ đi nha. Mấy chục năm cuối là mình chỉ có ngồi một chỗ thôi, đóng bỉm ngồi một chỗ thôi. Cho nên mấy chục năm cuối bỏ đi. Thời gian còn lại của loài người mình không có nhiều. Cho nên ấy, mình không nên trì hoãn trong cái việc gì, trong việc bỏ ngay những chuyện ác và gấp làm những chuyện lành, ráng tu tạo các công đức, ráng tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ, và ráng bỏ đi những cái phiền não ngủ ngầm ở trong mình ấy, bỏ đi nha, bỏ đi. Từ đó đó mình mới dần đi ra được cái gì, mới dần đi ra được. Trước là đi lên, sau là đi ra. Đi lên là lên cõi người cõi trời, đi ra là đi đến sự giải thoát giác ngộ. Thành ra nhờ như vậy mình mới tự cứu được mình. Ừ. Thì với những vị mà ráng ráng tới cái buổi này đó mà còn bị mạng nó chập chờn, thì sư có lưu cái bản ở trên máy tính, cho nên sư sẽ up một cái phiên bản không có bị chập chờn để cho quý vị theo dõi. Rồi thôi, bây giờ thì cái mạng nó cũng không có ủng hộ, bây giờ hồi hướng thôi chứ giờ biết sao giờ. Đây, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên người xung quanh nơi đây và chư thiên người xung quanh ngôi nhà của quý vị. Đặc biệt hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, còn hiện tại cũng như đã quá vãng, cũng như các bậc ân nhân của chúng tôi, những người đã hộ độ giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Cầu mong cho các vị ấy được sự an vui. Đặc biệt là được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành,
Nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-khaya. Akasattha ca Sa-du, sa-du, sa-du.